chào Nét Lớp. Xin chào quý vị và các bạn, đây là Japan Daily Top News, nơi cung cấp những thông tin thú vị nhất về Nhật Bản, Việt Nam và các nước trên thế giới. Và sau đây là những thông tin nổi bật nhất trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước tiên, quý vị đừng quên tải ngay app Nét Lớp để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida tuyên bố không thể trì hoãn kế hoạch xả nước thải trữ trong nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển từ đầu năm 2023 sau khi tới thăm nhà máy vào ngày 17 tháng 10. Ông cam kết chính phủ sẽ đảm bảo với người dân sống ở khu vực xung quanh về mức độ an toàn kỹ thuật của nguồn nước thải nhiễm xạ sắp xả ra ở Thái Bình Dương. Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 4 phê duyệt kế hoạch xả 1,25 triệu tấn nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương vào mùa xuân năm 2023 để tạo điều kiện làm sạch nhà máy và đây là biện pháp thực tế nhất. Tuy nhiên, người dân địa phương và các quốc gia láng giềng của Nhật Bản như Trung Quốc và Hàn Quốc đã phản đối dữ dội quyết định này. Báo Nikkei mới đây đưa tin chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, theo dõi và đo lường lượng phát thải khí nhà kính bằng cách thành lập một khung đo lường và giám sát các ngành công nghiệp. Việc đánh giá lượng khí thải do các công ty ở ASEAN tạo ra đang gặp khó khăn do nhiều quốc gia thành viên thiếu phương pháp theo dõi. Trong khi đó, khả năng giám sát nỗ lực giảm thiểu khí thải carbon trên khắp chuỗi cung ứng ngày càng trở nên quan trọng. Mỗi năm, các công ty tại Nhật Bản thải ra ít nhất 3.000 tấn CO2 đều phải báo cáo lượng khí thải theo địa điểm. Các yêu cầu tương tự cũng được áp dụng ở châu Âu và Mỹ. Các máy bán thực phẩm tự động đang trở nên ngày càng phổ biến tại miền Bắc Nhật Bản, mang lại nguồn thu nhập mới cho những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Mô hình bán hàng mới này cũng tạo điều kiện cho khách hàng có thể mua được nhiều mặt hàng đông lạnh đa dạng như các loại cá lát hay bánh cuộn đông lạnh, mà không lo ngại những nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 như hình thức mua hàng trực tiếp. Theo Seiden Retail System Corp, công ty sản xuất máy bán thực phẩm đông lạnh tự động, tính tới tháng 8 vừa qua, các thiết bị của họ đã được lắp đặt tại 41 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản. Đại diện này cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng công cụ này như một phương pháp tiếp thị mới trong đại dịch Covid-19. Nhật Bản mới đây đã cho ra mắt tàu ngầm thứ hai thuộc lớp Take, một năm kể từ ngày mà con tàu đầu tiên thuộc lớp này được hạ thủy. Đây là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng điện diesel, có trọng tải là 3.000 tấn, chiều dài 84m. Tàu ngầm mới được đặt tên là Hakuge, cá voi trắng, đã được công bố chính thức tại xưởng đóng tàu của hãng Kawasaki Heavy Industries tại thành phố Kobe. Con tàu này giờ sẽ phải trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển trước khi nhập biên chế lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản, dự kiến trong tháng 3 năm 2023. Theo Medical Express, các nhà khoa học Thụy Sĩ mới đây đã phát hiện một kháng thể đơn, dòng cực mạnh có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2, vô hiệu hóa các biến thể virus có nguy cơ lây nhiễm cao, kể cả biến thể Delta. Kháng thể này được sản sinh từ tế bào lympho của một bệnh nhân từng nhiễm COVID-19. Chúng có thể ngăn chặn các protein đột biến của virus SARS-CoV-2 bám vào trụ ACE2. Điều này có nghĩa là kháng thể ngăn chặn quá trình sao chép của virus, tạo điều kiện cho hệ miễn dịch tấn công và tiêu diệt virus. Các tác giả nghiên cứu sẽ hợp tác với một công ty để tiến hành thử nghiệm lâm sàng và sản xuất thuốc chứa kháng thể mới, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2022. Ngày 17 tháng 10, chính phủ Mỹ thông báo sẽ chi thêm 20 triệu USD để hỗ trợ người di cư, đồng thời tái kích hoạt chương trình Hãy ở lại Mexico mà cựu Tổng thống Donald Trump từng phát động. Khoản ngân sách trên sẽ được phân bổ cho Mexico và các quốc gia Trung Mỹ nhằm đáp ứng ở mức tối thiểu nhu cầu cấp bách của khoảng 700.000 người xin tị nạn và những người di cư dễ bị tổn thương. Đương kim Tổng thống Joe Biden từng chỉ trích chính sách này. AFP dẫn lại thông báo của người phát ngôn Đại sứ quán Pháp tại Belarus ngày 17 tháng 10, cho biết Đại sứ Nicolas de Bolens de Lacoste đã về nước sau khi Belarus yêu cầu ông rời đi trước ngày 18 tháng 10. Thông báo của Đại sứ quán Pháp không đưa ra lý do cho động thái này. Tuy nhiên, truyền thông Belarus đưa tin Đại sứ Pháp đã bị trục xuất vì không gặp Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus để trình quốc thư mà trình lên cho Bộ trưởng Ngoại giao. Cũng như các nước EU khác, Pháp không công nhận việc ông Lukashenko tuyên bố thắng cử nhiệm kỳ thứ 6 trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 8 năm 2020. Các nhà khảo cổ mới đây đã phát hiện ra nhà máy rượu rộng 75.000 foot vuông, tức là 6.750m², có niên đại 1.500 năm tuổi ở thành phố Yanz, miền trung Israel. Đây là khu phức hợp sản xuất rượu vàng lớn nhất được biết đến từ thời đế quốc Đông La Mã, Byzantine.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 5 mái ép rượu và nhà kho không có mái che, nơi cất giữ và chuẩn bị rượu để bán. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy đèn dầu và đồ chơi trẻ em giống như những bức tượng nhỏ. Trong thời cổ đại, rượu vang được sử dụng để thay thế cho nước thường bị ô nhiễm, ngay cả trẻ em cũng uống rượu. Facebook ngày 17 tháng 10 đã thông báo kế hoạch tuyển dụng 10.000 người tại Liên minh châu Âu, EU để xây dựng Metaverse, một phiên bản thực tế ảo của mạng Internet mà tập đoàn công nghệ này coi là tương lai. Công nghệ này sẽ cho phép những người đeo kính thực tế ảo có cảm giác như thể đang nói chuyện trực tiếp với bạn bè, dù trên thực tế họ đang cách xa nhau cả hàng ngàn nghìn km. Thông báo cho biết Facebook lên kế hoạch tuyển dụng 10.000 nhân viên kỹ năng cao ở EU trong 5 năm tới. Tuy nhiên, Facebook không cho biết thêm thông tin cụ thể về kế hoạch cho nhóm xây dựng Metaverse mới. Theo đài CNN, sau khi tạm biệt các nhà du hành vũ trụ trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, tàu vũ trụ Soyuz MS-18 chở đoàn làm phim Nga đã rời khỏi ISS, hạ cánh bằng dù trên thảo nguyên hẻo lánh ở phía tây Kazakhstan lúc 10 giờ 35 sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ Kazakhstan. Sau khi quay bộ phim truyện đầu tiên trong không gian, nữ diễn viên Yulia Presit, nam đạo diễn Klim Simpenko cùng phi hành gia Oleg Novitsky của Nga trở về trái đất an toàn. Trước đó, ngày 5 tháng 10, lần đầu tiên trong lịch sử, Nga đưa một diễn viên và một đạo diễn phim vào không gian để thực hiện một bộ phim truyện trên quỹ đạo. Ngày 18 tháng 10, để chuẩn bị việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh, các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh. Trước đó, vào ngày 14 tháng 10, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi gửi cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành. Theo hướng dẫn, cha mẹ, người giám hộ trẻ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng. Các điểm tiêm chủng cần thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sáng ngày 18 tháng 10, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết vừa có bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tử vong tại khu điều trị COVID-19 Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Cụ thể, bệnh nhân số 842782 là nữ 76 tuổi liên quan đến ổ dịch làng Hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10, bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế và ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia hàng đầu ngành, tình trạng ổn định. Sáng ngày 17 tháng 10, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đột ngột tiến triển nặng. Bệnh nhân đã được cấp cứu, điều trị tích cực, kịp thời nhưng do tiền sử bệnh nhân có nhiều bệnh nền nặng, lớn tuổi, đến chiều tối ngày 17 tháng 10, bệnh nhân đã tử vong. Trong đêm, ngày 17 tháng 10, bệnh nhân được đưa đến đài hỏa táng Du Sinh ở Đà Lạt để làm nghi thức an táng và hỏa thiêu. Hôm qua vào ngày 17 tháng 10, đợt mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến nhiều địa phương ở miền Trung bị ngập lụt nghiêm trọng, chia cắt cục bộ nhiều nơi, hàng trăm hộ dân vùng cao phải chạy lũ, di dời khẩn cấp. Đã có thiệt hại nhân mạng từ mưa lũ. Chiều ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn yêu cầu chính quyền các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tập trung ứng phó mưa lũ, thiên tai để hạn chế thấp nhất về thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, phải rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, địa điểm từng xảy ra sạt lở đất, ngập lụt năm 2020 để sẵn sàng sơ tán các hộ đến nơi an toàn, không để người dân bị thiếu đói, rét, đảm bảo vận hành an toàn các công trình hồ thủy lợi, đập thủy điện. Chiều ngày 17 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá hai vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới, tạm giữ 7 đối tượng liên quan. Qua điều tra, 7 đối tượng kể trên đều khai nhận mục đích xuất cảnh trái phép để tìm việc làm. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, trong thời gian vừa qua, lấy lý do khó khăn vì dịch bệnh không có việc làm, nhiều đối tượng lên mạng thấy các casino ở bên kia biên giới giáp ranh với Việt Nam tuyển dụng với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nên nhiều thanh niên đã bất chấp nguy hiểm, liên tiếp tìm đường để xuất cảnh trái phép để tìm việc làm. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Japan Daily Top News của chúng tôi ngày hôm nay. Khánh Huyên xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.